Bằng Châu xin thân ái kính chào Thái Ngộ đến quý khán giả của đài CBN TV trên băng tần 18.14. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với những tin đáng chú ý như sau. Cựu chánh văn phòng quân đội Ai Cập được trả tự do sau gần 2 năm bị bắt giam. Hơn 20 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bus ở Guatemala. Tổng thống Trump tuyên bố Hạ viện trì hoãn luận tội là bất công. Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng trong năm 2019. Kính thưa quý vị, cựu chánh văn phòng quân đội Ai Cập được trả tự do sau gần 2 năm bị bắt giam. Cựu chánh văn phòng quân đội Ai Cập Sami Anan vào ngày Chủ nhật 22 tháng 12 đã được phóng thích ra khỏi nhà tù sau gần 2 năm bị giam giữ. Màn bố ráp vào lúc bấy giờ đã được tiến hành khi ông Anan đang có kế hoạch hoàn tất quá trình tranh cử tổng thống với hy vọng đánh bại đương kim tổng thống là ông Abdel Fattah al-Sisi. Sau cơn tai biến mạch máu đạo hồi tháng 7 năm 2018, Sami Anan đã được chuyển tới một bệnh viện quân y thuộc thủ đô Cairo cho đến tận bây giờ. Hiện nay vẫn chưa rõ vì sao chính phủ lại quyết định trả tự do cho ông Anan. Trở lại với vụ bắt giam hồi năm 2018, cựu ứng cử viên Sami Anan đã bị cáo buộc tranh cử một cách bất hợp pháp, đi ngược lại với các luật lệ của quân đội. Tính đến nay, ông vẫn một mực bác bỏ những lời tố cáo này. Hơn 20 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bus ở Guatemala. Có ít nhất 20 người được cho là đã bị thiệt mạng, trong đó bao gồm một bé trai 7 tuổi, sau vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe tải và xe bus chở khách tại vùng đông Guatemala vào ngày Chủ nhật 22 tháng 12 vừa qua. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, màn va chạm đã xảy ra gần thị trấn Dương Hải, Khoa Lành, khi xe bus chở khách đang trên lộ trình tới thành phố Santa Elena, giáp ranh với quốc gia láng giềng Mỹ Tây Cơ. Do vẫn còn có nhiều người đang lâm vào tình trạng nguy kịch, nên con số thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục leo thang trong vài ngày tới đây. Nguyên nhân gây ra tai nạn cho đến nay vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên thì rượu có thể là một trong những yếu tố dẫn tới sự việc này. Tổng thống Trump tuyên bố Hạ viện trì hoãn luận tội là bất công. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Bảy 21 tháng 12 đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi trì hoãn gửi các điều khoản luận tội chống lại ông lên Thượng viện. Phát biểu trước nhóm sinh viên bảo thủ Term Twice USA, Tổng thống Trump nói rằng bà Pelosi áp dụng chiến thuật này vì bà ta không có cơ sở. Họ vi phạm hiến pháp. Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát vào hôm 18 tháng 12 đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump và sẽ trình lên Thượng viện để mở phiên xét xử. Ông Trump rất khó có thể bị kết án và bãi nhiệm bởi vì Thượng viện do Đảng Cộng Hòa của ông kiểm soát. Để buộc tội Tổng thống theo truy tố của điều khoản luận tội, cần phải có 2/3 phiếu thuận của Thượng viện. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ hiện đang giằng co nhau về việc phiên tòa sẽ diễn ra như thế nào. Bà Pelosi và các đảng viên Dân Chủ khác muốn đòi các phụ tá hàng đầu của ông Trump ra làm nhân chứng và đang tìm kiếm sự bảo đảm rằng phiên tòa sẽ được tổ chức theo các điều khoản mà họ cho là công bằng. Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng trong năm 2019. Các nhà hòa đồng nhận định rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2019 rất tồi tệ và dự báo sang năm 2020 thì mức độ đàn áp các nhà tranh đấu sẽ nghiêm trọng hơn khi các quan chức tranh nhau nắm quyền giữa lúc diễn ra đại hội đảng các cấp. Luật sư Nguyễn Văn Đài, sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ nhận định với VOA rằng sang năm 2019, sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực ngày 1 tháng 1, số lượng các blogger bị bắt nhiều hơn. Trong năm 2019, họ đã tập trung vào bắt giữ những người có tiếng nói đối lập và có ảnh hưởng trong xã hội nhiều hơn so với năm 2018. Tổ chức theo dõi nhân quyền, tức là HRW và các tổ chức nhân quyền Việt Nam quốc tế khác, hôm đầu tháng 11 đã gửi một thư ngỏ chung cho Chủ tịch Quốc hội châu Âu và các cơ quan trực thuộc đề nghị Nghị viện châu Âu hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư IPA giữa khối EU và Việt Nam cho đến khi nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về nhân quyền.